FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Mainz 05 và câu lạc bộ Augsburg. Đó là trận đấu thuộc vòng 9 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 23 tháng 10, và ở trận đấu này Mainz 05 sẽ tiếp đón Augsburg trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đội chủ nhà Mainz 05 sẽ chấp Augsburg với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,5 và cũng thể tăng là một trái, với cái mức tài xỉu trận đấu này là 2,5 và cũng thể tăng 2,75 và hạ xuống còn 2,25 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video một share kênh nhé. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của Mainz 05 và Augsburg thì Mainz 05 toàn thua cả 5 trận trước Augsburg. 5 trận thi đấu gần nhất của Mainz 05 thì họ hòa 2 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của Augsburg thì họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa chủ nhà Mainz 05 nhau này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Mainz 05 từ ngang ngửa đến dẫn hạ bước mà thôi. Thứ hai, trận đấu này Mainz 05 có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì mặc dù trước khi trận đấu này diễn ra thì những con số thống kê đều cho thấy là Augsburg nhỉnh hơn Mainz 05, và nhà cái lại rơi cái mức kèo trận đấu này là Mainz 05 chấp 0,75 đến một trái, thì mình nghĩ nhiều khả năng đây là cái mức kèo gài để cho bàn đổ nằm Augsburg quá nhiều không chừng nữa. Nhưng mà mình dự đoán trận đấu này với lợi thế sân nhà thì Mainz 05 sẽ có lần đầu tiên đá bại được Augsburg sau 5 lần chạm trán liên tiếp không biết được một chiến thắng. Với lại 5 trận vừa qua thì Mainz 05 họ cũng đã toàn thua không à. Đây là cái cơ hội để cho Mainz 05 có được 3 điểm. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa Mainz 05 chấp 0,75 trận này. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2,75. Thì những lần chạm trán đó của hai đội thì thường là mình thấy là từ 3 bàn trở lên là nhiều. Mình dự đoán trận đấu này Mainz 05 sẽ giành chiến thắng trước Augsburg với tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1. Cho nên mà tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá cửa tài trận này. Và mức hiệp 1 hay mức kèo chấp đồng nữa và tài xỉu là một trái, thì hiệp 1 các bạn hãy là đá chủ nhà Mainz 05 và các bạn canh tài hiệp 1 hạ xuống 0,5 thì các bạn vào. Mình dự đoán hiệp 1 ít nhất có một bàn thắng dành cho Mainz 05. Rồi tóm lại, cho đó khuyên các bạn chọn Mainz 05 và đá tài, hay một chọn Mainz 05 và canh tài hiệp 1 0,75. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở với giờ này. Xin chào, hẹn lại.